Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 11 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt chủ trì cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Trưng bày chuyên đề lịch sử giới thiệu hiện vật hình ảnh về sự kiện 60 năm chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà Là. Phê duyệt quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt chủ trì cuộc họp ra soát công tác chuẩn bị Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Theo báo cáo của các sở ngành đơn vị liên quan, công tác chuẩn bị đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chặt chẽ các khâu để sự kiện Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 diễn ra thành công. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này, quảng bá hình ảnh con tôm của Cà Mau gắn với việc kết nối sản phẩm ô cốp khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, công tác chuẩn bị cho các chuỗi hoạt động ở từng khâu phải chu đáo, thể hiện tình cảm trân trọng, mến khách của Cà Mau đối với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các tiểu ban phải có báo cáo cụ thể chi tiết về tiến độ thực hiện các công việc theo kế hoạch, đồng thời chủ động các phương án, chỉ đạo thực hiện các nội dung, chương trình phù hợp chặt chẽ, đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, phải có quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Diệt đề nghị các cơ quan báo đài trong tỉnh cần tuyên truyền, giới thiệu về các mô hình nuôi tôm, các mô hình du lịch sinh thái để quảng bá, thu hút du khách tham quan du lịch. Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 với chủ đề Festival Tôm Cà Mau tự hào thương hiệu Diệt là sự kiện có quy mô cấp khu vực sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra hoạt động trưng bày chuyên đề lịch sử giới thiệu hiện vật hình ảnh về sự kiện 60 năm chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà Là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân và dân Cà Mau. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. 60 hiện vật và 60 hình ảnh phản ánh một cách sinh động quá trình đấu tranh kiên cường của dân và quân tỉnh Cà Mau trong cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trận đánh ở chi khu Đầm Dơi, chi khu Cái Nước, cứ điểm Chà Là được trưng bày giới thiệu. Bên cạnh đó còn có nhiều hình ảnh về quá trình lao động sản xuất, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau trong giai đoạn hiện nay. Thông qua những hiện vật hình ảnh được trưng bày, giúp cho người xem cảm nhận rõ hơn, sâu sắc hơn về tình đất tình người, sự anh dũng của dân và quân tỉnh Cà Mau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiểu rõ hơn về sự kiện lịch sử chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà Là. Qua đó góp phần giáo dục cho thế hệ hôm nay về truyền thống cách mạng kiên cường của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thưa quý vị, mỗi một hiện vật hình ảnh đều gắn liền với một câu chuyện trở thành những tư liệu lịch sử vô giá. Để có được số lượng hiện vật hình ảnh trưng bày như trên là sự nỗ lực rất lớn trong công tác tìm kiếm, sưu tầm chỉ trong khoảng thời gian không quá dài. Cuối tháng 5 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động viết hồi ký và trao tặng hiện vật về chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà Là. Ngay sau đó, đã có nhiều người trong và ngoài tỉnh hưởng ứng. Khi nhận được thư ngỏ của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về hiến tặng hình ảnh, tài liệu hiện vật, kỷ vật hoặc viết hồi ký có liên quan đến chiến thắng Đầm Dơi Cái Nước Chà Là, họa sĩ Nguyễn Hòa Bình liền bắt tay vào phục hồi, chỉnh sửa lại bức tranh bằng chất liệu sơn dầu mà ông đã sáng tác trong một chuyến đi thực tế về nguồn cách đây khoảng 20 năm.
Thì trong cái trận chiến thắng Chà Là đó mà, nó có nhiều cái đơn vị kết hợp lại. Đó, trong đó cái lực lượng dân quân ở phía sau đó cũng hết sức là quan trọng. Đó, gần như nó cũng mang tính chất quyết định cho cái thắng lợi ở phía trước. Đó, thành tranh của tôi đưa ra nó thành hai phần. Nó liên kết với nhau bởi một cái sự đi lên như này. Ở phía trước thì các anh bộ đội, các đơn vị chủ công, trong đó có lực lượng dân quân. Quả sĩ Nguyễn Hòa Bình đã tận tay trao cho đại diện Bảo tàng tỉnh Cà Mau bức tranh mình yêu thích với mong muốn để nhiều người ghi nhớ về sự kiện lịch sử chiến thắng Đầm Dơi cái nước Chà Là và bảo quản tốt bức tranh. Mỗi một hiện vật lịch sử đều gắn liền với một câu chuyện và đôi khi nó trở thành giai thoại. Ví như những tờ báo dưới thời Việt Nam Cộng Hòa viết về chiến thắng Đầm Dơi cái nước Chà Là. Xuất phát từ cái tinh thần là lịch sử và yêu nước của mình thấy là khi mà mình nhận được cái thư ngỏ của Ủy ban Nhân dân về tặng hiện vật cho chiến thắng cái nước Đầm Dơi Chà Là 1963 thì mình trong lòng mình cũng rất là nôn nao. Thì mình sẵn mình có những cái hiện vật nó tương ứng, tương thích như vậy, cái thời gian như vậy thì mình đã hiến tặng. Nói chung là rất là vinh dự và tự hào. Mình sưu tầm từ gia đình để lại với một số là mình có thêm nữa sau trong quá trình mình gia đình để lại, thì mình cũng có niềm đam mê về hiện vật và cổ vật nên mình sưu tầm tiếp thêm, mình có được cái số lượng như vậy. Bức tranh, những tờ báo cũ cùng với nhiều hiện vật vô giá, những ký ức hào hùng về chiến thắng Đầm Dơi cái nước Chà Là sẽ sống mãi, được đặt tại nơi trang trọng để thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ tri ân thế hệ đi trước, những người đã cống hiến tất cả vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất toàn vẹn non sông. Sáng nay tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Đoàn Cà Mau tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đầm Dơi cái nước Chà Là, 23 tháng 11 năm 1963, 23 tháng 11 năm 2023 với chủ đề Giữ lửa truyền thống, vững xây Tổ quốc. Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên được nghe các nhân chứng lịch sử chia sẻ về quá khứ hào hùng cách đây 60 năm của quân và dân tỉnh Cà Mau trong chiến thắng Đầm Dơi cái nước Chà Là, góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy, gây tiếng vang cả chiến trường miền Nam lúc bấy giờ. Tọa đàm giữ lửa truyền thống, vững xây Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, nâng lên tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động, có ý chí và khát vọng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, làm rạng danh thêm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 1386 ngày 17 tháng 11 năm 2023 phê duyệt quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát được nêu trong quy hoạch là đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, người dân có cuộc sống phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, Cà Mau phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 7,5% trên năm. GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Các giá trị văn hóa mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ. Trong quy hoạch được phê duyệt, thủy sản vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước. Đầu tư xây dựng cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, khu kinh tế Nam Căn, cảng sông Ông Đốc, gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển. Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối 12 điểm cầu trên địa bàn huyện để triển khai một số chính sách mới và xúc tiến liên kết hợp tác sản xuất phát triển kinh tế tập thể năm 2023.
Tiến sĩ Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách Công và Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai một số văn bản chính sách mới liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là vai trò của cấp ủy chính quyền trong lãnh đạo chỉ đạo và hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đại biểu tham gia hội nghị thảo luận các vấn đề liên quan đến liên kết, hợp tác sản xuất phát triển kinh tế tập thể, nhiều vấn đề thực tiễn được phân tích thảo luận. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Thới Bình có 33 hợp tác xã, trong đó 30 hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực nông nghiệp, với hơn 500 thành viên, tổng vốn điều lệ gần 13 tỷ đồng. Thời gian qua, các hợp tác xã đã triển khai được 370 hectare lúa sản xuất hữu cơ, hướng hữu cơ, trong đó có 169 hectare lúa đạt chứng nhận hữu cơ. Bên cạnh lợi thế sản xuất lúa sạch, lúa hữu cơ, huyện Thái Bình còn có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm sạch, tôm hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian tới, địa phương sẽ mở rộng lên 1.800 hectare nuôi tôm liên kết với doanh nghiệp để xây dựng vùng nuôi đạt chứng nhận quốc tế. Thời điểm này, nhiều hộ chăn nuôi đã tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi gia cầm để phục vụ thị trường cuối năm. Bên cạnh những kinh nghiệm của hộ chăn nuôi, ngành nông nghiệp cũng đưa ra những khuyến cáo để việc chăn nuôi đạt hiệu quả. Nuôi gà từ năm 2000, với 23 năm kinh nghiệm và có nguồn thu ổn định từ mô hình đã giúp ông Văn Công Sĩ mở rộng chăn nuôi, đồng thời tham gia hợp tác xã tại thị trấn Trần Văn Thời. Trên diện tích khoảng 1 hectare, ông Sĩ xây dựng hệ thống chuồng đảm bảo thoáng mát, phân khu cho gà ở những ngày tuổi khác nhau. Hiện mỗi tháng, với 3 đợt xuất bán khoảng 1.500 con gà thịt, ông Sĩ có nguồn thu khoảng 30-40 triệu đồng tùy vào giá cả thị trường. Riêng gà giống mỗi tháng cung cấp khoảng 2.000 con, lợi nhuận thu được khoảng 10 triệu đồng. Thường thì trong cái chăn nuôi, nuôi gà, thì cái điều quan trọng nhất là mình cần làm cái vaccine. Cái vaccine đầy đủ là mình thấy là nó là có thể là nó đạt cái tỷ lệ là khoảng cả 80%. Chứ còn mình nếu mà mình làm vaccine không đủ thì nó dễ bị gãy. Còn những cái mà những cái bệnh thông thường khác thì mình có thể mình trị được. Vệ sinh chuồng trại là cái quan trọng. Nhưng mà ví dụ những cái vụ nuôi thì mình để càng xa càng tốt. Ví dụ mình ra cái chuồng đó mình ra mình làm vệ sinh rồi sạch sẽ, mình để cái thời gian nó càng lâu nó càng tốt. Hệ thống chuồng trại được đảm bảo, đồng thời duy trì diệt sát trùng khu vực nuôi, giúp ông Sĩ chăn nuôi thành công nhiều năm nay. Vụ nuôi cuối năm tăng đàn, đồng thời có nhiều bất lợi về thời tiết nên công tác phòng chống dịch bệnh càng được chú trọng. Là cái vụ Tết là cái vụ gà nó dễ bị bệnh, nhất trời lạnh lại thay đổi thời tiết ấy, thì gà nó dễ bị bệnh. Nhưng mà mình cần bổ sung những cái dinh dưỡng rồi thêm cho cái gà tăng sức đề kháng. Với chủ yếu là cái vaccine là nó chính đó. Vaccine thì mình sử dụng như thế nào? Như thí dụ vaccine thì chủ yếu cái mùa này là cái cúm với cái dịch tả, hai cái đó. Với mình ngừa kháng sinh thường thường theo định kỳ. Ngành nông nghiệp khuyến cáo thời điểm cuối năm, bà con cần tăng sức đề kháng cho gà bằng cách bổ sung vitamin tổng hợp, men tiêu hóa, tiêm vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi, luôn giữ cho chuồng trại khô thoáng sạch sẽ, duy trì việc vệ sinh sát trùng 7 ngày một lần để tránh nguy cơ phát sinh mầm bệnh. Ta không xử lý cái phân thì cái độc tố nó sẽ sinh trong chuồng, thì gà mình nó sinh sống ở trong cái nền chuồng nó sẽ dễ bị đường tiêu hóa cũng như là viêm cái đường hô hấp. Do vậy thì một là chúng ta có thể là thay chất độn chuồng, hai là mình sử dụng men vi sinh để phân hủy các cái phân để không gây mùi hôi và giảm cái khí độc trong chuồng để đảm bảo cho đàn gà chúng ta nó phát triển tốt nhất. Từ khoảng tháng 9 đến đầu tháng 10 âm lịch, hộ chăn nuôi đã tiến hành tái đàn, mở rộng quy mô chăn nuôi để phục vụ thị trường cuối năm. Để có vụ nuôi thành công, người chăn nuôi cần tuân thủ các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 04 về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc 18 tháng 11 hàng năm. Đây là dịp để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhân dân ở các khu dân cư ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư. Ý nghĩa hơn khi ở nhiều nơi những công trình phần việc thiết thực đã được thực hiện, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần dựng xây quê hương thêm khởi sắc. Ngôi nhà đại đoàn kết được trao tặng cách đây hơn một năm đã giúp gia đình ông Lâm Văn Hận ở ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời có thêm điều kiện để an cư lập nghiệp.
Trong chuỗi các hoạt động hướng đến Ngày hội Đại đoàn kết năm 2022, địa phương đã vận động hơn 53 triệu đồng, hỗ trợ ông Hận xây dựng căn nhà. An cư, gia đình tích cực lao động sản xuất, lo cho con cái ăn học. Sau một năm, đến Ngày hội Đại đoàn kết năm 2023, ông Hận tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Bà con ở đây mình việc cũng mình làm bây giờ cho có nhà rồi bây giờ mình tự mình làm để cho có tiền với khá rồi với người ta. Thì nó cũng vui với hai nữa học hoài tới vậy đó rồi anh em động viên mình làm này kia trồng lúa rồi trồng trọt rồi này kia vậy đó. Tuyến lộ 3 mét tại bờ bắc ấp Chống Mỹ thêm khang trang từ công trình thắp sáng đường quê được ấp vận động triển khai thực hiện trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết tại địa bàn dân cư. Gần 17 triệu đồng được doanh nghiệp người dân đóng góp lắp đặt 20 bóng đèn năng lượng mặt trời cùng cột trụ. Những công trình ý nghĩa để người dân thụ hưởng đã làm cho không khí Ngày hội Đại đoàn kết ấp Chống Mỹ thêm rộn ràng, phấn khởi. Hơn 80 người dân đại diện cho 324 hộ cùng đến tham gia các trò chơi dân gian và tổng kết lại một năm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu do địa phương phát động. Đại hội Đại đoàn kết, tôi tâm đắc nhất là nó náo nhiệt, là kiểu như là trò chơi dân gian, rồi lễ hội để tuyên truyền cho các chị em phụ nữ được biết, về nói lại cho con cháu mình nói gương theo. Phong trào địa phương thì chỉ có cái đoàn kết là nó mới tốt nhất, đoàn kết là sức mạnh. Mình phải có cái báo cáo là đạt bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Rồi những hộ mình cũng có thể mình yêu một hộ nào là mang chưa phấn chấn đó, thì cũng mình đóng góp những hộ đó để là chia sẻ cho hộ đó, để giúp đỡ hộ đó để vươn lên. Ấp có hai hộ nghèo năm nay là vận động nhân dân giúp đỡ để hai hộ nghèo thoát. Thì trong dịp này cũng là ủy ban xã cũng có khen hai hộ đó là thoát nghèo được, tự làm đơn chứ ra khỏi hộ nghèo. Năm nay xã Hàm Trồng, huyện Nam Căn vinh dự đón Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Kinh Tắc. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, đoàn kết chính là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày hội này mặc dù là mới 20 năm, nhưng mà cũng phản ánh cái truyền thống của dân tộc ta. Đấy là một trong những nguồn sức mạnh mà giúp cho dân tộc ta vượt qua rất nhiều những cái khó khăn trong cái điều kiện thiên nhiên và trong cái cuộc sống để mà có thể xây dựng đất nước. Và cái đó phản ánh là một cái truyền thống mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết và coi là một cái nguồn sức mạnh to lớn nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nói là đoàn kết, đại đoàn kết và thành công, đại thành công. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở cộng đồng dân cư được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Từ đây, xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có công tác giảm nghèo bền vững. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau ngày càng đi vào thực chất. Tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được phát huy. Những tháng đầu năm 2023, Quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 83 tỷ đồng. Các hoạt động vận động cộng đồng hỗ trợ xây dựng và bàn giao hơn 2.300 căn nhà đại đoàn kết, hơn 230 cầu giao thông nông thôn, vận động giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và phát huy, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận chủ trì phát động và các chương trình phối hợp liên tịch được triển khai đồng bộ, ngày càng nâng cao về chất lượng hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Tuyên truyền
về kỷ niệm lịch sử của 93 năm ngày thành lập của mặt trận, cũng như bên cạnh đó chúng ta đưa nội dung tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà nhất là những cái chỉ tiêu và các nhiệm vụ thiết thực với bà con trên địa bàn. Thì các cái chỉ tiêu mà ban công tác mặt trận đã đánh giá rồi đề ra trong phương hướng sắp tới thì bà con được nghe, được tiếp thu. Thì khi ban công tác mặt trận phát động trong thời gian tới những cái nhiệm vụ cần thực hiện thì bà con rất là vui mừng phấn khởi, cũng như nắm được cái phương hướng của mình trong thời gian sắp tới. Đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay thì cái vai trò trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc làm cái gì, giúp cái gì cho Đảng, cho dân. 883 khóm thì đến như này chúng ta cũng trên 700 ấp đã tổ chức xong ngày hội. Thì với cái tinh thần kết quả ngày hội như vậy đó, mình thấy năm nay nó có những cái sinh khí hơn, có nghĩa là cái đời sống người dân nó có đi lên, rồi để giúp nhau là phát triển sản xuất, rồi là xóa đói giảm nghèo, rồi tạo công ăn việc làm. Mà cái đoàn kết này là cái đoàn kết phải đi đầu. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo sinh khí phấn khởi, thúc đẩy thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Sáng nay, Viettel Cà Mau, Quỹ Tấm Lòng Việt cùng các y bác sĩ khoa tim mạch trẻ em, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Trái Tim Cho Em, khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chương trình diễn ra trong ngày 18, sáng ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cà Mau. Đây là lần thứ 3 chương trình Trái Tim Cho Em đến với trẻ em tỉnh Cà Mau. Chương trình Trái Tim Cho Em được sáng lập và điều hành bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 2008 đến nay. Trải qua hành trình 15 năm, chương trình đã tổ chức 97 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 159.000 trẻ ở các vùng miền còn khó khăn của đất nước. Hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho hơn 6.900 bệnh nhân, kinh phí mổ trung bình mỗi ca lên đến 80 triệu đồng. Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo bệnh nhi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tim nên tham gia khám sàng lọc để xác định bệnh lý. Trường hợp phát hiện bệnh và có gia cảnh phù hợp với tiêu chí chương trình Trái Tim Cho Em sẽ được điều trị hoàn toàn miễn phí. Với hệ thống gần 1.000 cửa hàng Viettel trên toàn quốc là điểm tiếp nhận hồ sơ xin trợ giúp của chương trình, nhân viên tư vấn của Viettel trên địa bàn sẽ hướng dẫn các gia đình thủ tục thực hiện việc hỗ trợ này. Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Cà Mau tiếp nhận xe cứu thương do Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh vận động trao tặng. Xe cứu thương trao tặng có trị giá hơn 900 triệu đồng, trang bị sẵn xe đẩy cấp cứu có kích thước nhỏ gọn để vận chuyển bệnh nhân và một số máy móc trang thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu hồi sức tích cực. Hoạt động trao tặng là sự đồng hành của Ban Liên lạc Đồng Hương Bạc Liêu Cà Mau tại thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Cà Mau trong công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt sức khỏe cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.